Ô tô 360 xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay ô tô 360 sẽ quay tại cửa hàng để báo giá cho quý vị và các bạn những cái xe mà đang bán tại cửa hàng ô tô chúng tôi ạ. Địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Nếu như quý vị và các bạn đang quan tâm đến xe ô tô cũ thì mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng ô tô 360 hoặc gọi liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn. Sau đây hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mẫu xe mà ô tô 360 chúng tôi đang bán đăng trên kênh ô tô 360 này và chiếc xe đang bày bán tại cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Đầu tiên đây là một chiếc xe Kia Cerato phiên bản 2016, chiếc xe màu nâu vàng. Đây là chiếc xe Kia Cerato 2016 bản 2.0 đấy ạ, màu nâu vàng. Tiếp theo là một chiếc xe màu trắng Honda City. Honda City cũng là Honda City số tự động 2016, tên tư nhân, biển Hà Nội. Đây là một chiếc xe EcoSport được sản xuất năm 2015, cũng đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội ạ. Tôi quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem đây. Đây là chiếc xe EcoSport bản Titanium. Chiếc xe này là chiếc xe được sản xuất năm 2015, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội. Chiếc xe này chúng tôi đang chào bán với giá là hơn 400 triệu đồng. Nếu như quý vị các bạn sở hữu chiếc xe ô tô này thì mời quý vị các bạn liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn ạ. Xe Honda City đây, Honda City 2016. Đây là bản Honda City số tự động 2016, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội. Chiếc xe này chúng tôi cũng đang chào bán với giá là hơn 400 triệu đồng thôi. Cụ thể là chúng tôi đang chào bán với giá 469 triệu đồng. Nếu như quý vị các bạn muốn sở hữu chiếc xe này thì mời quý vị các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi để xem chiếc xe này. Và chiếc xe Kia Cerato phiên bản 2.0 đây ạ. Chiếc xe đăng ký tên tư nhân, biển thành phố và chúng tôi cũng đang chào bán với giá là hơn 500 triệu đồng. Cụ thể chiếc xe này chúng tôi đang chào bán với giá là 545 triệu đồng. Nếu như quý vị các bạn muốn sở hữu những chiếc xe ô tô cũ tại cửa hàng chúng tôi thì mời quý vị các bạn qua cửa hàng chúng tôi để xem xe. Địa chỉ cửa hàng chúng tôi là ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Và nếu như quý vị và các bạn liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn. Và trước quý vị và các bạn qua cửa hàng chúng tôi thì quý vị và các bạn cũng nên liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi để được biết là xem chiếc xe đó có còn không. Vì chúng tôi mua bán xe cũ thì có những chiếc tôi vừa mua về là có khi có khách đến là chúng tôi cũng bán ngay. Nếu như quý vị và các bạn muốn qua xem trước thì bạn có thể gọi điện cho chúng tôi ạ. Và tiếp theo chúng tôi sẽ giới thiệu và báo giá cho quý vị các bạn. Đây là chiếc xe Santa Fe, chiếc xe được sản xuất năm 2007 và nhập về Việt Nam là 2008. Đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, chiếc xe cũng được chào bán với giá hơn 400 triệu đồng thôi. Còn đây là chiếc xe Kia K3, chiếc xe cũng được sản xuất năm 2014 và cũng được bán với giá là hơn 400 triệu đồng thôi ạ. Đây là chiếc xe Kia Cerato màu đỏ, chiếc xe được sản xuất năm 2016. Trong cùng là chiếc xe Mitsubishi Triton. Đây là chiếc xe 2019 mà chúng tôi đã bán. Chủ xe vừa mới bấm biển xong là biển mới đấy ạ. Chủ xe đang làm hồ sơ trả góp cho nên chúng tôi đang làm trả góp cho khách. Cho chiếc xe này là đang chờ giải ngân để lấy xe thôi. Còn đây là chiếc xe Kia Cerato 2018 Hyundai Tucson 2009 ạ. Cửa hàng chúng tôi có rất nhiều các mẫu xe, kể cả là mẫu xe hatchback, sedan hoặc SUV hoặc là chiếc xe bán tải. Nếu như quý vị các bạn đang có nhu cầu mua xe cũ thì mời quý vị các bạn qua địa chỉ cửa hàng ô tô 360 chúng tôi để xem ạ. Tại địa chỉ cửa hàng ô tô 360 chúng tôi tại 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội ạ. Mời quý vị các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để tư vấn ạ. Mời quý vị và các bạn hãy like clip và đăng ký kênh để đón nhận những clip mới nhất mà ô tô 360 chúng tôi cập nhật lên trên này ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo.